bình thường trước đây ấy, là người ta tiêm rời nhau ra, một một mình là huyết tương tiểu cầu hoặc là một mình cái HA ấy thôi. Khoảng hơn một năm nay rồi xê xong thì các nhà nghiên cứu thì thấy rằng là khi mà phối hợp hai cái thứ đấy vào với nhau ấy, thì nó tăng cái khả năng mà vừa giảm đau chống viêm rồi là tăng tái tạo tốt gấp 3 lần so với việc mình tiêm rời nhau ra. Cái thời gian mà kéo dài của nó ấy, nó được khoảng gấp 1,5 lần. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Gối của em bây giờ đau thế nào đấy? Gối em bây giờ thì nó cũng đỡ khoảng 90% rồi. Em muốn đến đây để hỏi xem là khám được không? Có tiêm được cái huyết tương tiểu cầu vào không? Ừ. Tức là cái gối này của em là trước đây là phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và tạo hình cái sụn xương ngoài. Vâng. Đúng không? Trong đợt vừa rồi đi đá bóng bị chấn thương thì nó khuỵch một phát ở bên này. Ừ. Tức là hôm vừa rồi đi đá bóng lại chấn thương ở bên này. Đúng một tháng trước, khoảng hơn một tháng, một lúc 2-3 hôm sau thì nó đỡ, nó hết đỡ sưng. Hôm lúc đầu bị chấn thương thì vẫn chạy được một tí nữa. Em cảm thấy nó bị chùn gối thôi luôn. Thì bây giờ em thấy thế nào? Bây giờ nó đỡ được khoảng 80-90% rồi. 90%. Tức là mình đã mổ sụn trên và dây chằng rồi. Bây giờ xem tình hình bây giờ có thể tiêm được huyết tương tiểu cầu hay không, đúng không? Đúng rồi. Chứ còn nó cũng bình thường chứ nó không quá khó chịu đúng không? Tức là vận động mạnh thì em chưa dám vận động mạnh. Chỉ đi lại bình thường thì cảm giác nó ok rồi. Dây chằng tốt, nó hơi lỏng hơn bên kia tí nhưng vẫn ok. Đây đâu? Không sao đúng không? Vâng. Tốt rồi. Đau không? Không sao. Này đau? Không đau lắm. Không đau lắm. Vâng. Tức là dí mạnh thì sẽ đau. Đúng rồi, dí mạnh thì... Đấy, bên đấy có cảm giác cũng... Bên này còn đau hơn. Đau hơn bên kia. Nên lúc em bị đau là nó khác ở dưới này nè. Đây là những cái chỗ quan trọng nhất mình kiểm tra trước thôi, còn những chỗ ấy thì mình kiểm tra sau. Và cái gối này em bổ từ năm bao nhiêu? Năm 2018. 2018 đến giờ 6 năm rồi. Cứ không chăm sóc gì mà nó còn được ngon này là cũng ác đấy nhỉ. Vâng, cũng đào bóng lại rồi. Đào bóng lại khoảng 1 năm. Mình bị chấn thương ấy, là nó đau ở khu này hay là đau ở khu này? Khu này. Bây giờ nó cũng đỡ rồi đúng không? Vâng, nhưng mà lúc đá ấy thì nó đang bị chật toát ra xong rồi đau từ đấy luôn. Đấy, chỗ đấy đã hơi đau rồi. Đau? Không ạ. Đau? Không. Không sao? Vâng. Không sao? Ép vào thì hơi căng. Hơi căng căng thứ tức. Cái căng này thì từ lúc mổ xong nó đã căng rồi đấy rồi. Đúng rồi. Đau nhưng mà nó không đau quá. Hơi đau. Đây sao? Đấy, chỗ này. Chỗ này hơi đau, bây giờ hơi đau sau này. Vâng. Đấy, chỗ này là đau nhất đấy. Đây đâu? Đau. Đây không? Vâng. Cái này là cái sụn trên đúng không ạ? Chứ nó không phải là gân thông thường đâu. Đau. Đây này. Đây đâu? Đau. Cái này là nó cái sụn trên. Đau cái sừng sau sụn trên trong. Lúc chấn thương là cũng có cảm giác ở chỗ đấy luôn. Đúng chỗ đây luôn. Chật, nó bị chật đấy luôn. Nên nó cái này của em ví dụ một tí cái sừng sau sụn trên trong này. Vâng. Đương nhiên nó có tổn thương nhưng mà nó cũng ở cái phần 1/3 ngoài ấy, cho nên là cũng không đặt ra cái vấn đề là phải phẫu thuật để tạo hình nó. Thì đa phần là cái này thì mình sẽ điều trị theo hướng điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn về cái sụn trên này thì vấn đề vật lý trị liệu thì nó cũng cần, nhưng mà nó cần không đáng kể, nó không có nhiều giá trị lắm. Cái này chính là mình tiêm huyết tương tiểu cầu là chính thôi, và nếu mà tốt hơn nữa thì mình tiêm cái huyết tương tiểu cầu phối hợp với HA nữa thì tốt hơn. HA thì nó là cái chất nhờn nhân tạo mà mình vẫn hay tiêm ấy. Bình thường trước đây ấy, là người ta tiêm rời nhau ra, một mình là huyết tương tiểu cầu hoặc là một mình cái HA ấy thôi. Khoảng hơn một năm nay rồi xê xong thì các nhà nghiên cứu thì thấy rằng là khi mà phối hợp hai cái thứ đấy vào với nhau ấy, thì nó tăng cái khả năng mà vừa giảm đau chống viêm rồi là tăng tái tạo tốt gấp 3 lần so với việc mình tiêm rời nhau ra, tiêm rời huyết tương hoặc là tiêm rời chất nhờn nhân tạo đấy. Và cái thời gian mà kéo dài của nó ấy, nó được khoảng gấp 1,5 lần. Có lẽ chắc là em tưởng cả hai cái đấy nhỉ? Đúng rồi, chứ đương nhiên nó sẽ cho nên rất là tốt, mình sẽ cảm nhận được nó tốt hơn hẳn luôn ấy. Tình trạng của em thì sau khoảng bao lâu tiêm thì nó sẽ ổn định lại, mình có thể chơi thể thao được? Với cái tình trạng bây giờ, hiện tại bây giờ thì em sẽ cần cũng khoảng độ tốt nhất là khoảng 2 tháng. 2 tháng từ bây giờ? Từ lúc bắt đầu tiêm lần đầu tiên. Vâng. Đó. 2 tháng mình có thể vận động chơi dạng sao? Đúng rồi, nhẹ nhàng được. Vâng. Nhưng còn để mà nó ngon lành nhất thì nó phải đến 4 đến 6 tháng cơ. Còn đương nhiên là trong cái khoảng thời gian là 2 tháng là bắt đầu mình tập lên từ từ rồi. Vâng.
bắt đầu mình từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp rồi, chứ không phải là mình nghỉ dài luôn nhá. Mình nghỉ là tất cả những gân cơ nó yếu đi, nó làm hỏng cho cái khớp của mình. Nhưng thời điểm này là có thể tập lại được đúng không? Đúng rồi, mình tập từ 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 lên, thời gian em chạy bình thường nó cũng có đau đâu. Chỉ có chạy là sấn vặn nó mới đau thôi. Thế là đi lại bình thường mà bây giờ. Đi lại bình thường, bơi, chạy nhảy đều được mà, đi thẳng đấy thiết các thứ là hoàn toàn được mà. Cho em tiêm cả hai cái. Ừ. Huyết tương tổn cầu thì nó là không phải là thuốc, em biết rồi đúng không? Nó không phải là thuốc, nó là cái máu của mình ấy, lấy ra tách cái thành phần cần thiết tiêm vào đó. Nó tác dụng giảm đau chống viêm rồi tăng cường các tế bào lành mới, mạch máu tương tạo mới cho nó. Trường hợp của em mặc dù là mổ 6 năm rồi ấy, mà em không chăm sóc gì cho nó ấy, mà nó được như này đấy, chứng tỏ là cái cơ địa của em rất tốt. Cái khớp này của em rất là ok. Đó thì anh nghĩ là chỉ cần khoảng, nếu mà tiêm cùng với HSA thì đâu đó chỉ cần tiêm khoảng 2 đến 3 lần là ok rồi. Thế sau rồi mỗi năm mình nhắc lại khoảng 1 đến 2 lần để mình bảo dưỡng cho nó thôi.